nó chửi một kêu Hoàng Hoa Thám, nó nói đi tới chợ đêm gần anh. Xa chứ, Hoàng Hoa Thám là xa chợ đêm. Ủa? Bên mùng ngủ một kêu Hoàng Hoa Thám đúng không? Chợ đêm là bao nhiêu cây anh? Nói chuyện với mẹ mà ta xuống
xíu đúng không ạ? Không, còn cái thằng nữa là hai đi đi, dường như là nó đi đập vịt cái ghê nó bị đình vi. Cái này mẹ con mới lên chụp cái kia kìa. Đó, đầu tháng gì tháng đó thấy không? Nó chụp cho biết tới Đà Lạt rồi. Cái rồi. Đó. Thôi, ăn xong ra tình tiếp. Cái chạy xe máy đó chụp được gần kề bến đó. Trong cái bắt đầu cái con ừ, cái con ghê nó mới đinh vi. Cái nó thì đó năm kiểu sống nên nó hỏi anh đi được sống sống hả? Cái thằng đó mày trả lời không có, đang đi đập vịt. Đẹp ha. Nhưng mà đẹp. Phải đạp với em. Ờ, mong phải đạp với em. Từ nước ngoài nữa. Từ nước ngoài nữa. Ghê. Lạnh không phá, mà hết. Phá không? Sớt, mấy cái mát thôi, sớm nó thích mát. Mập biết không thể đi hoa không mở 17 đô. Chí, hoa mới mở 17 đô. 7 đứa, có khi nó mua tài sản luôn. Đi mai, mai hay đi. Bám ơi, bám. Bám, bám. Bám, lánh bám. Lánh không? Đưa tay lên, hello. Chào bà bố. Chắc bà bố ngồi coi nữa. Wow, wow. Ôi giời ơi, vừa thật nhẹ. Ôi giời ơi. Ôi. Cho anh 10 sao. Được. Ok. Nổi lửa lên em. Nổi lửa lên em. Rồi ok, xuống xe. Bao nhiêu tài bạn? Có 84.000 thôi. Nghe rồi chốc lại alo anh nhá. Ok. Tiền nó kêu tinh tinh nha. Vui quá. Rồi, anh cảm ơn nha. Thôi luôn anh. Rồi. Dạ. Chốc alo anh nhá. Dạ ok. Đây nè, nó có cái tay vô có không? Ừ. Mở bỏ lên qua TikTok. Mẹ con á. Ngồi đâu cho đẹp. Đâu là đường. Dạ mà lên mà chọn. Chị muốn ăn đồ nướng nữa đó. Dạ. Lên chờ nha. Quay dạ. TikTok. Đăng lên. Mày con. Con tao, con tao nữa. Hay là ngồi ngoài đi. Mưa hả? Đó, ai cứ đi chụp hết, đi chụp đi, cột chụp nó mướt kìa. Ờ, đi chụp chơi, chơi bóng hát đi, chơi bóng hát đi. Chơi bóng hát đi, chơi bóng hát đi. Ủa, đây là món nha, chứ không phải... Đây là món, chứ không phải buffet mà. Ờ, đây là món, chứ không phải buffet. Con bố, con bố. Hôm nay thì sẽ là các cái món nhỏ. Đó, nở dòng miếng chú. Như vậy đó. Á, bày lắm chơi, bày lắm. Bày lắm rồi. Nó tên nào? Thầm lắm. Vậy kêu cái bẹt này nha. Ok. Thầm lắm ha. Ok. Chà đào. Rồi ai muốn kêu món gì nữa thì kêu. Dạ bởi vì chỗ 1 mega cũng nào. Ờ. Có đồ nữa chứ sao? Có đồ nướng, kéo thêm lô nướng. Ủa làm chừng này thôi đúng không? Dạ bên này, bên này kiểu combo.